Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch về việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 để góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương yêu cầu công tác lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu xét nghiệm phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn sinh học, bảo đảm công tác lấy mẫu và xét nghiệm theo đúng tiến độ, bảo đảm 100% các trường hợp có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 được xét nghiệm sàng lọc. Dựa trên tình hình thực tế của địa phương, phân thành các nhóm cần xét nghiệm, lấy mẫu bắt buộc để đáp ứng xử lý ngay ổ dịch, đánh giá nguy cơ và nhận định tình hình dịch để đáp ứng phòng chống dịch theo tình hình thực tiễn chống dịch của địa phương.